Xin chào buổi sáng anh chị các bạn. Buổi sáng ngày 20 tháng 8 2021 gửi đến anh chị cái không khí mua bán nhãn tại ngã ba Tân Hoa các anh chị nhé. Ngã ba Tân Hoa, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Âm nó vào 13 tháng 7. Nói chung là nếu đúng chợ hoa quả thì chợ tuần rằm đấy, rằm tháng 7. Vậy mà gửi đến anh chị công tác mua bán nhãn ở đây thì rất là đông và nhộn nhịp nhé. Giá cả thì liệu có cao hơn ngày hôm qua hay không nhé? Bởi vì giá thì cũng xin chia sẻ thêm với các anh chị, nếu xem lần đầu nhỉ, đó là cái giá nhãn thì cũng như giá hoa quả nói chung thì do cái dịch bệnh cũng như là do cái tình hình gọi là phong tỏa của các thành phố lớn ấy, thì ra là giá nó không được cao nhỉ. Còn buổi sáng ngày hôm nay thì các anh chị mua ở đây thì vẫn có mua nhãn để đi chợ hay là nhãn sấy nhỉ. Vậy thì cụ thể thế nào chúng ta sẽ cùng sang trực tiếp xem nhé. Bây giờ mới 6 giờ qua mấy phút rồi ạ? 6 giờ qua 5 phút nhé. Thời tiết rất sớm. Đây, 6 giờ qua 9 phút các bác ạ. Phải là cứ 6 giờ qua 10 đi. 6 giờ buổi sáng. Ở phía trên này bà con chợ xuống rất là đông nhé. Đây, phía trên này là từ biển động Kim Sơn. Đấy, trả xuống phía dưới này. À, giờ sẽ sang phía giữa này nhé. Đây à. Hôm nay có cao hơn không anh? Giá nhãn hôm nay rẻ hơn à? Vẫn là mình vẫn nhãn sấy đây nhỉ? Thằng này thì mấy nghìn hả anh? 3-4 nghìn. Còn rẻ hơn ngày những hôm trước hôm qua nhỉ? Đây, các anh chị em cân một số ở đây, một số ở phía bên này. Sớm thế này không? Sao bây giờ rồi? Nhãn này thì mấy nghìn anh? 4 nghìn à? Nhãn miền nhỉ? Quả tương đối là to. Ủa nhà còn nhiều không anh? Còn chắc 2 tấn. À vâng. Tự mình bán, tự mình xếp ra túi à? Là hộ cho cái cho nhanh đúng không? Để giải phóng xoạt. Em? Ừ anh ạ. À. Mày mua mấy tấn em? Vẫn cái hàng cắt cuống đi à? Hôm nay là mua hàng Bắc Long. Hàng Bắc Long à? Tức là hàng này có mới cắt không em? Dạ. Cái hàng cắt quả còn mua không? Cắt quả chắc em nghỉ vài hôm. Nghỉ vài hôm à? 2-3 tỏi ạ. Hàng này cũng sấy Bắc Long đấy. Phía bên kia cũng như vậy nhé. Của ai thì cân xong bóc ra và tóm lại là tự đóng được bán nhãn có xin mùng kẹng tự đóng ra xong tự cân để tính tiền. Mấy nghìn anh nhé? 4k hàng 4 nghìn. Nhà còn nhiều không anh? Nhiều. Khoảng được mấy tấn? 2 tấn nữa à? Bán được mấy tấn rồi? Chưa bán quả nào. Chưa bán quả nào á? Nay chuyến thứ hai à? Nhà ở đâu anh? À, Kim Sơn á? À, Thanh Văn á? À, Hồ Cao à? Trên cái vườn rộng ấy nhà. Đấy, của ai là xếp là của người đấy. Vừa bán nhãn vừa kêu mới thôi. Vừa bán nhãn. Đúng rồi, giờ phải đóng nhanh thì là lấy tiền nhanh. Còn nếu mà không đóng chậm là lấy tiền chậm. Quả thì cũng tương đối là to nhé. Đúng như năm nào mình bán đông hàng. Một mấy nhỉ? Một bao nhiêu nhỉ? Tạ tròn. Em một tạ tròn. Giờ xong túi nào là đóng lên túi đấy à? Được 30 cân không? Hơn 30 cân nhỉ?
giá 4k hết đồng giá đây rồi. Đóng được mấy túi rồi chú? 6 túi à? Vẫn còn đây đấy. Và chú cắt này cảm giác hơi ngắn cuống nhỉ? Có một số anh để bảo nó cắt ngắn. Cái bên kia thì người ta cắt ngắn nhỉ? Ờ không, nhưng mà nếu mà thấy ngắn này là tao ngắn này thì là thích cho người mua. Và bóng tí bóng dễ. Và đúng rồi. Đóng tí bóng dễ. Có một số anh vào nhà nó đóng nó. Và cũng cắt ngắn như này đúng không? Đúng rồi. Này là cứ thế là bỏ xuống, không phải vặt lá gì nữa. Đúng rồi. Cái là cắt luôn trên cây luôn ấy. Cắt luôn xuống là cho vào cái bóng luôn. Và đúng rồi. Chú được nhiều không? 2 tấn à? 2 tấn năm. Và không bỏ tiền phân đấy. Và không có tiền nó rẻ quá. 2 tấn thì cũng chỉ được khoảng tầm 8 triệu thôi. Và do tình hình Covid này làm thế nào được. Và một số anh em. Và lúc nào mình bây giờ mà ấy thì rồi. Tại đến bây giờ là hơi kinh tế thì dân ổn định ấy. Vâng, nói chung là nếu hoa quả bây giờ quanh năm ấy cơ bản chỉ có chờ giá thôi. Vâng. Và đến hết cái này lại đến cam, bưởi, táo. Nhà chú có táo không? À có cả táo à. Đó. Đây sang phía bên kia bà con mua rất là đông luôn nhé. Chờ phía bên kia này. Bây giờ sang phía bên này nhé. Hay là đó, đây bà con các bác cái mua phía bên này. Cái này được mấy nghìn hả chị? Mấy nghìn đấy? 4.000 à? Và nói chung hàng này, đấy hàng giá chung mất. Bên này, bên kia thì mua người ta còn mua buổi sáng nên đóng rất là nhanh và rộn nhịp luôn nhé. Nói chung là giá như này thì gửi đến anh chị cái không khí mua bán và xếp nhãn của bà con các bác nhé. Bác cố gắng xem hết video, nhiệt đó khi xem video thì thấy thú vị bổ ích thì cũng không quên để lại một lượt like cũng như chia sẻ, cũng như là đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất. Ở phía trong kia bà con cũng rất nhiều cái điểm mua các anh chị ạ. À. Trong phía trong ô tô kìa, đấy, cũng một cái điểm mua rất là đông, rất là nhiều nhãn nhé. Cái này cũng 4k à anh? 4k, 4k à chú? 4.000 à? Vâng. Và xếp rất nhanh. Hàng sấy lên để đây những toàn bộ đây là hàng sấy các bác nhé. Còn không biết là khu vực phía dưới thì hàng hoa của anh chị mua có giá cao hơn không nhé. Còn đây trên này là toàn hàng sấy thôi. Hàng hoa tức là hàng đi chợ. Của chú ấy cũng mấy nghìn? 4.000 à? Hay trả? À chưa trả gì. Chờ tí chú ạ. Đấy thì toàn bộ đấy như vậy toàn bộ cái giá cả bán của trên này là 4.000, 3.000 đấy, hàng sấy đấy. Còn bên này là mua hồng các bác này. Đấy, bên này xe này là xe mua hồng này. Đấy. 3.000, 3.500 á chị. Đấy anh. Mua rất là rẻ, 3.500, 4.000 đồng. 3.000 trả 3.000 thôi. Đấy, không đồng ý bán lại thổ tiếp bên dưới. Cái xe này thì đấy. Còn phía trên này là nhãn đấy, nhãn của bà con chở rất là đông. Để xem chốt giá đây, xem bác này bán mấy nghìn nhé. Đấy, 140. Tạ tư cơ. Vừa mang một tí kia vẫn còn ấy mà. Tả tư hồng.
rất là nhiều. Đấy. Các bác người thổ ở đâu xuống đấy? Từ Sơn Động, Phú Nhuận à? Và từ Phú Nhuận trở xuống. Mấy nghìn đây anh? Vâng. Và đây ở trên nhà bác còn nhiều không? Nhà anh còn nhiều không? Còn 4 tấn hồng á? Cái vườn còn này hôm qua đi không ở nhà cho đứa con gái hai mẹ con nó bảo vào nó bảo được nhiều chứ nó bảo là vặt 4 gốc đã được gần 1 sọt thế thì chúng mày vặt cảm xanh. Cảm giác vặt xanh chị anh ạ, vặt xanh đó, tức là chưa biết vặt và còn lớn cơ mà đúng rồi hỏng hết quả lớn chứng tỏ là mẹ hai mẹ con không biết vặt đúng không? Đúng rồi, như của anh kia là quả chín hơn và đẹp phải lên như thế này là nó mới căng. Đúng rồi, nó phải căng quả lên. Ê nhà anh còn bao nhiêu cây? Trăm cây à? Vâng, để cho hai mẹ con ở nhà vặt đi. Cái của anh thì quả đây là to đẹp. 5.000 đấy, cây sắc ngay không bán đâu đây, 4.000 đấy nào. Đây. Có anh chốt được mấy nghìn đấy? Có anh chốt được mấy nghìn, quả to đẹp mà vàng mà. Đây, quả đẹp này cơ mà. Bán được 7.000, sắp 7.000. Vâng, quả này hôm trước nếu đều đều như là 8.000, 7-8.000 đấy anh này. Quả bán hàng chứ, không phải bán đâu, vâng. Hôm nay giá. Đúng rồi. Ấy ở dưới lim này, nó mua cái dạo trước cái 8.000. Đấy cái hàng này là 8.000 anh ạ. Nhìn cái giá nó nhìn quả nó ra giá mà. Đấy. Nhưng mà cơ mới là hôm nay chợ nó theo chiều chợ nữa. Không phải. Hay là thế nào? Nó không đi được. Đúng rồi, dịch không đi được. Thế thì anh bảo chứ bán 5.000. Anh vẫn bán được 5.000 đúng không? 5.000 nó xe vào nhà cân. Đây, quả như này nó to nó to hơn to rất là to đều. Xe có bán đâu. Và phải thô qua rồi. Và nhưng mà nhiều xe vào được nhà. Bây giờ xe không vào nữa anh? Vâng, tao lại đi dịch không bán được đúng không? Dịch không bán được. Ôi, thế thì đúng là dịch. Vâng. Không phải nói riêng đất hồng thì đất thắt dẻo. Vâng. Đất khu rất là nhiều, khu đấy là khu đồng bản á. Của anh là ở đâu đấy? À? Anh của anh Hồng ở đâu đấy? Ở Sơn Động đây đâu ơi. Sơn Động à? Ở xã nào? Ở xã Tàn. Ở đâu? Xã Tàn. Cầm Đàn á? À vâng. Hồng to đẹp nhỉ, hồng bờ sông à? Ở đất cát đấy. Đất cát bờ sông đấy à? Vâng, sông Cầm Đàn. Sông đất cát bờ sông chỉ có hồng với lại tạo. Đây hồng táo. Nó được màu. Đây quả nó lên đẹp, cây đẹp. Riêng nói riêng thằng Cây Điền nó cho so với cái dưới là nó không ăn. Nó không lo với đất chứ. Nói chung đất ở trên đây đẹp mà. Đấy. Và đấy thì gửi đến cái chị một chút cái không khí mùa bán nhãn nhé. Buổi sáng ngày hôm nay sáng 20 tháng 8 2021 tại ngã ba Tân Hoa đấy, bà con anh chị em mua thì rất là đông đúc nhộn nhịp tại ở cái khu vực này. Thì giá cả thì nó cũng rất là, nói chung là rất là rẻ các bác ạ. Thì giá thì nó như vậy thôi, do tình hình dịch giã thì bà con nói chung là không ai mong muốn cả. Hy vọng là cứ bán được hàng và bán được hoa quả làm ra là ok rồi các bác nhé. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại các anh chị ở các clip tiếp theo. Đấy, các anh chị khi xem video đấy thấy bổ ích thú vị thì cũng không quên để là một lần like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.